Xin chào các bạn, hôm nay Hà sẽ tiếp tục cái chương trình review. Nó là cái chương trình tổng hợp lại của các câu chuyện mà Hà có cơ hội được trò chuyện với các anh, các chị ở trong chương trình Insights Sharing ha. Thì một trong những cái commonly mà Hà also có thể nhìn thấy được trong cái các cuộc trò chuyện của Hà với các anh, các chị, các bạn á, là những người mà họ thành công, họ cực kỳ chán chọn ai nằm ở trong cái inner circle của họ. Tức là họ bởi vì cái limitation của họ là time, họ là cái thời gian, là cái quỹ mà ai cũng có như nhau hết, và họ có rất là nhiều việc cần phải làm, cho nên họ rất là trân trọng cái quỹ thời gian của họ. Mà để như vậy mà nó để cho cái quỹ thời gian nó được sử dụng một cách hợp lý nhất ấy, thì họ sẽ dành nó cho những cái công việc nó hợp lý nhất, dành cho những cái con người nó hợp lý nhất. Nên là ở trong cái những cái người nằm ở trong cái inner circle của họ là những người thân thiết trong cuộc đời của họ, họ rất là kén chọn và họ cực kỳ tránh xa những con người tiêu cực. Tiêu cực trong suy nghĩ này, tiêu cực trong việc làm này, tiêu cực trong nhận thức này, tiêu cực trong hành động này, tùm lum tà la những cái gì mà tiêu cực, họ tìm mọi cách có thể để stay away những người đó.